em hát tâm sự trường nhé. Ra phố hôm nay thấy buồn lính anh hay. Ra phố hôm nay thấy buồn lính mắt. Đường chiều mát mát như gọi niềm thương. Hát một lần nữa nhé. Chờ người yêu đến cùng chung ngõ. Mấy cái chỗ đặt cao này. Ra ra ở trên đây này. Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt. Hay đặt trên nhỉ. Ra phố hôm nay thấy buồn lên mắt. Đó như thế nha, đó chính xác, nó đang ra phố nó sẽ bị bật âm cái âm thanh thôi nhé. Hay ra phố cái chữ như được thì em dùng luôn à, ở đây đường chiều mát mát như cây niềm thương hay bạn đường chiều mát mát như mát ở trên em đường chiều mát mát như cây niềm thương tại vì chữ mát là âm đóng nên em vẫn đóng ở vị trí đằng trên nha. Đường chiều mát mát chính xác này. 2, 3 đường chiều mát mát như gợi niềm thương như dung em một chút nữa nha. 2 đường chiều mát mát như gợi niềm thương chờ người yêu đến cùng chung ngõ một lần nữa nha nào. Chờ người yêu đến ở trên bật lưỡi trên này. Chờ người yêu đến cùng chung ngõ hay bạn chờ hơi nặng thoải mái này à, cho nó thoải mái này. Chờ người yêu đến cùng chung ngõ với vòng tay xanh đón mời cho đời lên ngôi thân thanh đây tiếp lại câu đó em nhỉ. Chờ người ở trên hết em. Chờ người yêu đến. Chữ đến nha, đặt cao lên nha. 2, 3 chờ người yêu đến cùng chung ngõ hồn với vòng tay xanh đón mời cho đời đến ngôi thân anh. Đôi mắt em say giữa rừng theo nắng. Chữ em cho rõ một chút này, chữ E là xuất phát là nguyên âm chữ E nên là nó sẽ bị mờ này em. Đôi mắt em say rõ âm một chút nha. 2 đôi mắt em no, hôm nay có nói rồi. Đôi mắt là từ ghép, đừng có rời xa nhau quá cho sắp nhau rồi em. 2 3 đôi mắt em say giữa rừng thềm nắng. Một loài hoa vỡ bên trời chiều hoa. Cái chữ loài hoa vỡ này, cái vỡ giống ngã đặt cao lên này. Một loài hoa vỡ đặt
ở trên hoa phơ. Đó, một chút thôi. Một loài hoa phơ bên trời chiều hoa. Hơi khác một chút đúng không? Còn mình đặt bọc bự nó thì mình nặng âm thanh dấu ngã lắm này. Một loài hoa phơ bên trời chiều hoa. Hay bên. Một loài hoa phơ bên trời. Được em hát đường trần cho nó ghép sát nhau luôn nha. Dạ. Đường trần cho có nghĩa này. Anh chơi chiều hoa. Đường trần soi bóng còn in dáng người. Rồi em thấy chữ in nặng không? Dạ. Đặt một chút trên thôi này. Đường trần soi bóng còn in dáng người. In thôi còn con in. Một dạ. Cục luôn rồi. Dạ. Rất là nặng. Đường trần em hay. Đường trần soi bóng. Đường trần soi bóng còn in ở trên. Đường trần soi bóng còn in dáng ngày. Một lần nữa nha, cho hơn một chút nữa hay. Đường trần soi bóng còn in dáng ngày. In vẫn nặng này. Đường trần soi bóng còn in dáng. Ở trên một chút. Hai ba khác một chút đúng không? Còn mình đè lên con in nặng lắm. Hai ba bốn. Đường trần soi bóng. Hai chữ sát nhau một chút em. Đường trần soi bóng con in dáng ngày. Phim sầu rơi theo cuối tuần. Trôn vùi ngày tháng. Không, đây này em hát không anh đi. Hay vậy. Không anh đời như thiếu nhiều. Rồi sẽ chỉ cho em hai trường hợp xử lý như sau chỗ đàn này nhé. Ở đây em thấy chữ không anh là hai nốt lên cao đúng không? Không anh, hai nốt bằng nhau. Thì một, nếu mà mình chưa ổn về những cái nốt lên cao mà nó hơi với á, thì mình đi hai chữ không anh sát nhau. Trường hợp đầu đến này nhé. Rồi ngày tháng đam mê. Không anh. Một trường hợp là em sẽ đi liền hai chữ sắp nhau. Tại vì nốt nó treo cao, có nhiều hướng để xử lý, để hạn chế những cái nhược điểm của mình nhé. Nên thích không anh. Không anh. Một trường hợp như thế. Còn em ngân dài. Không anh. Nếu kỹ thuật em tốt, em có thể làm trường hợp 2. Đó, như thế nha, hai hướng cho mình xử lý nha. Chôn vùi, bây giờ em làm trường hợp 1 trước đi. Không anh, hai chữ sát nhau nhé. Tại vì nó treo cao này. Chôn vùi ngày tháng đam mê. Không anh, đời như thiếu nhiều. Không anh, mây trôi ngân chứ không anh dài lắm nha, thử xem nha. Nếu chính xác phải đặt trên nha. Dạ. Chôn vùi em hai. Chôn vùi ngày tháng đam mê. Chôn vùi một lần nữa hai. Chôn vùi ngày tháng đam mê. Ngân dài nha. Không anh. Ok hai ba. Không anh đời như thiếu nhiều.
thế này nhá, mà lòng như thánh lâu rồi theo kiểu em cũng được nè, mà lòng như này. Dạ. Mà lòng như thấy lâu rồi. Thiếu rồi. Mà lòng như hay mà lòng như thấy lâu rồi. Là thiếu. Lòng như thấy lâu lâu. Mà lòng như thấy lâu rồi.